Nếu là một người con của nông thôn, của mảnh đất bao la bát ngát đồng xanh, tuổi thơ của mỗi người luôn gắn liền với những cánh đồng thơm mùi sữa chín hay cánh đồng thơm mùi rạ vào mùa gặt. Cánh đồng quê vào buổi sáng sớm, nó luôn cho ta một cảm giác vô cùng bình yên và thư thái. Đều vui vẻ.